Theo như bạn của mình á thì là kể cả chú chủ nhà cho biết á thì là cái này nó là gần 200 năm rồi. Cái điều kỳ lạ gì qua hàng trăm năm mà nó nằm thành một cái phế tích như vậy mà nó vẫn không trôi được cái lớp sơn đó. Đối với những cái loại sơn bây giờ thì nó khó mà tồn tại được vậy lắm. Đó là một cái điều kỳ diệu của cái nhân ngôi dinh thự này. Nằm ở giữa một cái đồng tháp 10 như thế này đó, mà nó lại có một căn biệt thự dinh thự đó của một cái của nhà giàu có đó. Mình điền chủ ha, điền chủ rất giàu có, cho nên là mình cảm thấy là chóng ngợp. Nếu mà thật sự ở nguyên một cái dinh thự này mà nó còn nguyên vẹn thì quả thật sự là không thể nào tưởng tượng nguyên được đó. Nếu mà tạm so sánh là mình có thể cảm nhận là nó có thể lớn hơn nhà cổ Quỳnh Thị Lê, và nó cổ hơn nhà cổ Quỳnh Thị Lê luôn. Nếu như vật dụng ở trong nhà nó còn hết. Đây là những cái lớp sơn hoa văn là sau là gần 200 năm mà nó vẫn còn. Có một người vì đánh cắp cái xác này là không may là mất mạng, tử vong. Đó, là cho nên là nhờ như vậy người ta sợ, người ta không dám đánh cắp nữa, bởi vì mới còn một phần lớn ở đây. Cái cây này là cái gì, là nửa cây dừa chẻ ra chứ không phải là một miếng dán nha, tức là nó có dày lắm, mình rất nặng và gần 200 năm nó vẫn còn rất nguyên vẹn. Kiểu như nhà mình là xây dựng cách đây khoảng bao nhiêu lâu hả chú? Thường thường nó cũng gần 200 mấy 200 năm, gần 200 năm. Mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đi thực tế nha các bạn. Trong những tập vừa qua thì Nhung đã kể cho mọi người nghe cái series Ở Nhà Kể Chuyện rồi, và rất vui khi được mọi người đã đồng hành cùng với Phương Nhung. Ngày hôm nay Phương Nhung sẽ mời mọi người đi đến thị trấn Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp để cùng khám phá ngôi dinh thự cổ đã có niên đại hơn 100 năm. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những nét kiến trúc của thời xưa cách đây hơn 100 năm nó có những gì đặc biệt, và bên cạnh đó có những câu chuyện ly kỳ bí ẩn gì về cái đôi vợ chồng của người Hoa, người gốc Hoa đã sinh sống và lập nghiệp ở vùng đất Lấp Vò Đồng Tháp. Ngay bây giờ chúng ta hãy theo chân Phương Nhung và đi đến địa điểm khám phá này nha. Chào mọi người, sau một thời gian đi tìm kiếm và Nhung đã đến được cái địa điểm mà chúng ta cần đến để khám phá những điều bí ẩn trong cái ngôi dinh thự mang dấu ấn hơn trăm năm. Hôm nay có một cái khách mời đồng hành với Phương Nhung, đó chính là anh Hữu Nghị, là một cái nhiếp ảnh gia, cũng là một nhà văn rất là có tâm trong cái công việc của mình. Và ngày hôm nay Nhung đã mời được anh và đồng hành cùng với cái nội dung khám phá dinh thự hơn trăm năm tuổi của chúng ta tại thị trấn Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Ngay bây giờ mời mọi người hãy cùng theo chân Phương Nhung cùng với anh Hữu Nghị để đi khám phá cái ngôi dinh thự cổ này. Mời mọi người, xin chào. Nằm sâu trong một lối nhỏ tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, như thử thách sự kiên trì của những người muốn tìm đến để có thể tận mắt nhìn thấy ngôi dinh thự cổ mang dấu ấn trăm năm. Được biết đây là ngôi dinh thự của ông bà Điền Chủ, Lý Vĩnh Phong và ông Thoại Chi, chưa rõ năm sinh năm mất, chỉ biết bà Chủ sinh năm 1890 và cũng chưa xác định được chính xác năm xây cất của ngôi dinh thự này. Theo ông Toàn, người đang trông giữ ngôi dinh thự, thì ngôi dinh đã được xây dựng trên 100 năm. Tổng diện tích ngôi dinh giữa lúa, sân vườn, lăng mộ là trên 8.000 m². Trong đó, ngôi dinh thự thì không xác định rõ diện tích bao nhiêu, nhưng ông biết có 8 phòng, trong đó có một phòng hút, một phòng khách, một gian bếp, kho lúa và có cả một đài trữ nước có hệ thống lọc nước bằng cát, đường ống dẫn nước bằng chì được thiết kế âm dưới lòng đất.
Nói về thiết kế của ngôi dinh thự thì đây là một công trình vô cùng nguy nga, tráng lệ. Lối kiến trúc kết hợp Đông Tây rất độc đáo, được một kiến trúc sư người Pháp thiết kế. Nguyên vật liệu đa phần là được nhập từ nước ngoài. Một công trình nguy nga, tráng lệ, bỗng chốc chỉ còn là phế tích. Tuy nhiên, ở đó vẫn còn rất nhiều những vật dụng quý giá như lõi sắt, gạch, chậu sứ, gạch màu, v.v. Những vật này làm nhiều người nổi lòng tham và muốn đến đây để trộm cắp. Ông bà chủ mất càng làm cho những người có lòng tham đến trộm cắp nhiều hơn. Một sự việc ly kỳ bí ẩn xảy ra đã làm cho không còn một ai dám bén mảng đến đây đánh cắp dù chỉ là một viên đá nhỏ. Có một người đàn ông đã bị vách tường đè chết tại ngôi dinh thự của ông bà chủ Lý Vĩnh Phong. Người xung quanh suy đoán rằng người đàn ông này muốn đến đây đập tường để lấy sắt và hậu quả là đã bỏ mạng tại ngôi dinh này. Điều bí ẩn này đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Có phải chăng vì một bí ẩn tâm linh nào đó đã giúp cho ông bà có thể bảo vệ được phế tích của ngôi dinh thự mang dấu ấn trăm năm tại vùng đất Lấp Vò này? Anh nghĩ nãy giờ mình đi đến đây thì có vẻ như cũng sắp chiều ha. Nhưng mà phải nói là cái kiến trúc, cái ngôi nhà này làm quá trời, làm cho mình rất là thu hút. Mà phải nói anh em mình cũng có duyên nữa. Mới ngày hôm qua anh nói xong là hôm nay là anh em mình tới đây luôn. Tới đây liền. Tại vì cái nguồn cơ là gì? Là khi nghe một người bạn là mình hỏi sử học giới thiệu về cái căn nhà này, có ở đây có một căn nhà cổ mà chưa hề xuất hiện trên báo chí một cách chính thống, và là có một người khai thác thật sự đúng đắn về nó. Tại sao nó quá đồ sộ, quá quy mô, nằm ở giữa một cái Đồng Tháp 10 như thế này đó, mà nó lại có một căn biệt thự, dinh thự đó, của một cái của nhà giàu có đó. Mình điền chủ ha, điền chủ rất là giàu có, cho nên là mình cảm thấy là chóng ngợp. Nếu mà thật sự ở nguyên một cái dinh thự này mà nó còn nguyên vẹn thì quả thật sự là không thể nào tưởng tượng nguyên được nghe đó. Nếu mà tạm so sánh là mình có thể cảm nhận là nó có thể lớn hơn nhà cổ Huỳnh Thế Lê, và nó cổ hơn nhà cổ Huỳnh Thế Lê luôn, nếu như vật dụng ở trong nhà nó còn hết đó. Anh ở bên đây là có một cái gian này, em thấy giống như là phải là cái giống như một cái phòng không ta? Đúng rồi, nếu mà ở đây thì mình cảm nhận ở đây có thể là cái phòng này là có thể là phòng đọc sách, phòng uống trà đó, hay là một cái phòng ngủ chẳng hạn đó. Tại vì ở đây là cái nhà rất là rộng, nó nhiều gian lắm đó, thì cái thiết kế là ở bên đây có một căn, bên kia cũng có đối xứng một phòng đó, chúng ta thấy là hai bên là đối xứng với nhau đó, cân đối đó, thì rõ ràng là có thể sử dụng. Nếu mà ở đây, ở ngoài cổng chính đi vào ở đây là đầu tiên thì có thể là ở đây là phòng để uống trà đọc sách gì đó nó hơn là phòng ngủ đó. Em thấy nó có một số, tức là mỗi một cái vách tường á là có một cái căn phòng rồi phải không, là có một cái trụ, cái cột mà nè, mỗi cột đều có cái hoa văn nó. Đúng hoa rồi. Văn là giống nhau hết, nhưng mà có thêm mấy cái nét vẽ thủ công á, đường sơn á, đường sơn vẽ thủ công như ở bên này nè. Cái những mảng trên tường là những cái vết sơn, là sơn á là vẫn còn. Cái nước sơn này là quả thật là quá kỳ diệu, là gần 200 năm rồi mà nó không có phai nhạt, nó không bay, nó là nó còn giữ được cái màu sắc của nó, về cơ bản là cái sắc độ rất là tốt đó. Rồi cộng thêm những cái cây cột được trang trí, được đắp tô bằng xi măng, là cái hoa văn này là có thể nó mang cái tính chất là rất là phương Tây. Đó, nó hoa văn phương Tây. Đó, em nhìn cảm giác như nó giống như cái nhà thờ luôn á. Nó na ná rồi, nó quá quá đồ sộ, cái hoa văn nhìn thấy rất là cổ kính mà mang tính chất phương Tây rất là nhiều. Mà theo như em nghe thì cái ở phía trên đó là một giống như là cái mái ngang á, thì ở trên là một cái tầng lầu sân thượng. Đúng rồi. Có một cái tầng lầu và kể cả cái nhà coi như là một cái chùa tại gia nằm ở trên cái lầu đó luôn. Đó. Cái chùa tại gia nằm ở trên cái lầu mà nó cái diện tích nó là hết cái nhà luôn hay sao? Không, chỉ là một bộ phận thôi, nhưng mà cũng rất là rộng, với một cái không gian lớn quá lớn gì thì nó cũng là một cái coi như một cái phòng lớn đó. Để làm cái chùa tại gia. Thậm chí là cái nền đất, cái nền của nhà này á, theo như cái mặt cái độ cao của nó so với cái mặt đất ở dưới kia là cao hơn. Nếu mà bây giờ như mình thấy hiện tại bây giờ là nó cao hơn mặt đất là khoảng 1 mét mấy. Đó là chi là theo anh nghĩ là một á, là nó nằm ở vùng trũng. Thứ hai nữa là có thể là ảnh hưởng bởi mùa nước nổi hay nước lụt gì đó. Thì người ta cất cao chi để không ảnh hưởng là bị ẩm thấp. Đó là như vậy, cái mục đích là anh nghĩ là như vậy. Do nằm ở vùng trũng. Mà cái điều em thắc mắc nữa là tại sao là giống như ở đây là một cái vùng trũng mà cách đây gần 200 năm thì cái chỗ này làm sao có thể xây dựng lên một cái ngôi dinh thự mà kiểu là cái nền của nó cao lên vậy? Thì cái hệ thống
cừ á, cái hệ thống cừ nó phải rất là dữ luôn á, dữ dằn luôn á. Đúng rồi. Thì mà qua tìm hiểu sơ bộ trừ chủ nhà á, đời cháu thứ năm thứ sáu về của ông bà thì nó là ngày xưa là tràm cừ rất là lớn, mà độ dài khoảng 4 mét, mà để đóng xuống như một cái hệ thống cừ rất là dày đặc nó. Để chi cho tới bây giờ chúng ta nhìn toàn cảnh cái nền này nó không hề bị lúng, bị nghiêng hay bị sập hay bị sạc gì hết. Mà cái điều kỳ diệu là gì, cái phương tiện gì để đóng được cái cây cừ dài 4 mét mà xuống đó, thay vì bây giờ chúng ta có cu be, có những cái phương tiện máy móc để hỗ trợ. Còn ngày xưa là toàn bộ là đa phần là làm thủ công. Vậy thì cái gì có thể đóng sâu được 4 mét là một câu hỏi rất là thắc mắc bây giờ không thể nào giải đáp được, mà làm sao mà có thể đóng được cái cừ 4 mét xuống dưới để ngăn cho nó không có bị nghiêng, không bị sập, không bị lún. Rồi thêm một cái nữa là các vách tường này là cái ngôi dinh thự của gia đình ông bà là bị hủy theo cái tiêu thổ kháng chiến, nó bị ảnh hưởng bởi vấn đề lịch sử, thời gian chiến tranh lịch sử, bối cảnh lịch sử thời điểm đó, nhưng mà nó vẫn không thể nào phá hết toàn bộ mấy cái tường. Tại vì em biết một cái điều bí mật là tường là đổ bê tông chứ không phải là tường xây gạch. Đúng rồi, tường đúng không? Còn những cái nào mà những cái mảng mà giống như một cái những cái ngách làm thành vườn cửa trang trí thì họ mới là xây gạch thôi. Chứ đa phần là cái tường là đều có đổ bê tông hoàn toàn bằng khúc thép. Và những cái mảng tường nó có những cái lỗ thoát nước khoảng cách. Đúng rồi. Tức là nó có những cái lỗ thoát nước. Để chi là theo như chú nhà nói là hàng năm Tết đó, chúng ta thường hay dọn dẹp nhà cửa để mà ăn Tết. Thì coi như là rửa cho sạch và những cái lỗ để thoát nước đi là cho bắt đầu cái nhà khô ráo. Mà đó là một cái những cái tính toán rất là khôn ngoan đó, để không bị đọng nước trong nhà. Rồi bây giờ em phải dẫn đường cho anh Thuận vô đây, anh Nghệ vô đây một chút. Tại vì lúc nãy là em nghe chú chủ nhà bật mí á, là có một cái chỗ là em thắc mắc hoài hàng gần 200 năm về trước, nhưng mà ở đây nè có nhà vệ sinh. Đây là cái phế tích của một cái đây là cái nhà vệ sinh nó còn luôn cái gạch lót nhà vệ sinh cũ. Và kể cả ở bên phía bên đây chúng ta thấy là nó còn luôn cái gạch men vuông nhỏ. Đây cái gạch men vuông nhỏ, gạch này tôi nghĩ chắc có thể là nó hơn khoảng 1 tấc 2, tức là nó vuông 1 tấc 2, nó là nó gạch men cũ. Đây là ốp tường của cái nhà vệ sinh xưa. Rồi. Đó còn bên này là cái trụ của một cái cầu thang xoắn ốc đi lên để đi lên lầu, và bây giờ nó chỉ còn cái trụ này thôi. Bị. Chúng ta nhìn thấy là một cái sự chắc chắn là gì, nhìn cái hệ thống là bê tông cốt thép của nó dày đặc như thế này thì chúng ta là thấy là cái nhà này rất đồ sộ và làm rất chắc chắn. Đây những cái loại cốt thép này, sắt này nếu như mà cảm giác là nó có khoảng là từ giá là khoảng là 18 cho tới 20 ly, nó là rất dày đặc về cốt sắt. Mà chú nói là mỗi một cái góc nhà đều có một cái hoa văn hết. Hoa văn đắp bằng xi măng. Đó là để đắp bằng xi măng là để trang trí. Mà cái này là rõ ràng là nó là một cái nét văn hóa cổ điển của Tây phương. Nó là để trang trí cho căn nhà. Rồi, mình đi trở lại chỗ này đi. Trở lại cái hoa văn mà được vẽ và qua hàng trăm năm nó vẫn còn. Đây. Ở chỗ này đây. Đây. Thế mà nhìn thấy cái này á. Đây là những cái lớp sơn hoa văn là sau là gần 200 năm mà nó vẫn còn. Ở đây là có thể cái bức cái nguyên cái tảng bê tông này là nó được bị đánh sập từ trên đó rớt xuống. Nó có cái vờn đó. Có thể là tràn khí ở trên. Đó cho nên là đây được vẽ. Mà 200 năm rồi cái sơn nó vẫn còn. Ở đây nước mưa nè, hiện bây giờ là đang mưa lâm râm luôn, nhưng mà ngược lại là không hề thấy phai gì hết. Nó chỉ là bụi và rong rêu nó bám thôi. Đó mà cái điều kỳ diệu là tại sao nước sơn này là qua gần 200 năm nó không bay. Đó, quả thật là rất là hay, rất là hay. Khi mà đến với cái ngôi dinh thự này á thì em có nghe chú chủ nhà là cái chú mà tạm thời quản lý cái khu dinh này á, là chú nói là ngày trước á cũng có một số người trong quá trình mà đập phá để mà theo cái chế độ mà tiêu thụ kháng chiến đó, thì cũng có sau đó cũng có một số người họ vô đây họ đánh cắp cái này nè. Họ đánh cắp mấy cái sắt. Đập để đánh cắp sắt. Và lúc đó thì có một người vì đánh cắp cái sắt này là không may là mất mạng, tử vong. Là cho nên là nhờ như vậy người ta sợ, người ta không dám đánh cắp nữa, bởi vì mới còn một phần lớn ở đây. Chứ đó là nếu mà nói mà một cách là khoa học thì có thể là họ không có kiến thức để họ có thể đánh sập những cái này một cách khoa học, mà họ chỉ là làm là coi như là đập bể chỗ nào thì lấy chỗ nấy. Chính vì cái không nghiên cứu đó có thể là nó đổ sập mà họ không lường trước được. Mà cũng nhờ như vậy mà đã còn lưu dấu lại được cái này. Mà quả thật là cái không gian tuyệt vời, và có một điều cái gì,
cái độ cao của cái căn nhà này từ cánh cửa tới, thì rõ ràng cái không gian sống này nó rất là thoải mái, chứ nó không có bị ngột ngạt. Tức là chúng ta thấy là nếu như bây giờ giả sử cái hệ thống mà tường ốc như thế này, nó nhiều như thế này, mà chúng ta cứ nghĩ là chắc là nó tối hoặc là ngột ngạt, nhưng mà không, theo cái cách thiết kế của các cái cửa thông nhau liên giữa các cái phòng là chúng ta thấy hoàn toàn nó có đủ ánh sáng để đi vào cái căn nhà này. Nó là nó không gây cảm giác ngột ngạt cho người ở, mà không gian sống là nó hài hòa giữa ánh sáng bên trong và bên ngoài nữa, thoáng mát á, thoáng mát cao á, mà ở bên trên lại có thêm một cái ngôi chùa tại gia nữa. Đúng rồi. Theo mà cái lời kể của chú thì đây là một cái đôi vợ chồng điền chủ nhưng mà rất là có cái lòng nhân đức có đó là yêu đồng loại, tại vì là từng làm phước là cho những người nghèo khổ xây cầu đường các thứ, rồi cộng thêm là gì, xây cất chùa, cho đất cho người cất chùa rồi xây, cho tiền cất chùa luôn. Đó thì rõ ràng là đó là một những cái mà để đối lập lại với những cái thông tin mà chưa chính thống hình ảnh. Chúng ta hay xem mà nói ai là điền chủ địa chủ là hay độc ác hoặc là hà khắc với người làm, không thì ở đây là một hoàn hình ảnh hoàn toàn khác lại đó, rồi bây giờ mình sẽ đi vô bên trong ngồi cái nhà bếp nhà bếp. Cái đây là một cái gian bếp hy hữu và có thể nói là còn lại khá là nguyên vẹn so với cái gian nhà chính đó, mà hai phía tay trái và tay phải của mình thì đây là hai cái câu liễn đối chữ Hán đó, là được chạm khắc ở trên thân của cây dừa lão. Và cái cây này là cái gì, là nửa cây dừa chẻ ra chứ không phải là một miếng dán nha, tức là nó có dày lắm, mình rất nặng và gần 200 năm nó vẫn còn rất nguyên vẹn đó. Và cái sơn này là đã được sơn lại để bảo quản thôi đó, đó là sơn thiếp vàng lại và màu đen. Chú cho con hỏi là giống như là chú cũng không còn phải nói cái số chính xác quá, nhưng mà kiểu như nhà mình là xây dựng cách đây khoảng bao nhiêu lâu hả chú? Thường nó cũng gần 200 mấy 200 năm, gần 200 năm. Ông là người ở bên Tàu hả chú? Ở bên Tàu. Qua đây lập nghiệp rồi mới cưới bà. Có hai câu liễn ở xứ của ông nè. Hai câu liễn nè. Con có đọc hai câu liễn nè. Ông người Tiều. Ông là người Triều Châu. Người Tiều là Triều Châu. Dạ. Ông qua đây là lúc đầu tiên là ông làm cái nghề gì á chú? Đầu tiên thì cũng đi, ở Bạc Liêu cũng đi lúa. Dạ đi lúa. Đi lúa. Mua lúa thì chở đi bán vậy đó. Trong cái nhà của mình là mấy cái kiến trúc, mấy cái đồi nè, là thợ ở đây làm hay là ở đâu? Ở Bắc. Ở ngoài mướn vợ mấy năm mà ở trạm chỗ làm này kia rồi. Là mấy năm luôn? Mướn vợ con ở luôn, nuôi vợ con luôn. Dạ hả? Dạ. Ghê thiệt. Mà trong cái mấy cái vật liệu này là con nghe kể là nhập ở nước ngoài hết hả chú? Nước ngoài hết. Dạ. Mà chú có biết hồi xưa là nhập ở nước nào không? Cây thì ở trên miên. Dạ. Cây thì trên miên. Là cẩm này kia nọ đó. Ở trên miên. Còn gạch đá xi măng đồ. Gạch thì ở mình đây. Dạ. Còn xi măng thì ở bên Pháp. Xi măng là ở Pháp. Mấy cái kiến này là ở đâu? Kiến Pháp luôn. Pháp luôn. Cái kiến này là nó là kiến màu luôn đúng không? Kiến màu luôn. Kiến màu luôn. Chứ không phải là sơn lên đúng không? Không phải màu luôn ạ. Đây là kiến màu luôn. Màu luôn. Chú tính ra là chú là cháu mấy đời của ông bà rồi. Ông nội tôi là anh của bà. Anh của bà. Anh. Dạ. Chung một đầu ông mà nhưng khác anh em khác. Dạ. Nhưng mà mình vẫn giữ được cái gian này là gian bếp hả chú? Cái bếp thì còn. Gian này là gian bếp đây. Gian bếp. Còn ngoài kia là cái nhà lớn phá. Nhà lớn hết. Chắc quá rồi phá. Mà xưa ông bà có thêm một nhà ở bên kia nữa. Bên kia của ông cố. Ông già của bà. Dạ, ông già của bà là một cái nhà lớn nữa. Nhưng mà bị phá hết luôn. Bên kia phá luôn. Nhưng bên nhà bên kia thì bằng cây. Dạ. Chứ không có xây giống vậy. Không xây gì, cọng cây. Cọng cây. Chú, rồi sau này là con cháu của ông bà là còn ở đâu không? Đi Mỹ hết trơn rồi, Mỹ Úc hết trơn. Còn mấy nhà ở Sài Gòn là của ai? Cũng con cháu nữa, mà lại sao rồi cỡ tôi về ra ở. Còn mấy người lớn ở bên Mỹ Úc hết trơn. Vậy là cơ bản ở trong này là còn đồ cổ là cũng ít không? Chuyển lên trên thành phố nhiều lắm. Bị đó đây mình nhờ cái lộn xộn đó. Dạ. Vừa chỉnh lâu xe hơi về đến vỗ đó, chở đi. Từ từ là về thành phố. Thì mình còn giữ đây một ít để mình thờ thôi. Đúng. Dạ. Rồi, vậy con cảm ơn chú. Hay bây giờ con mời chú dẫn cho con đi xem vòng á. Để hôm nay nha. Dạ. Trong đây là kiến, là có thể nói là ngũ sắc luôn đó. Kiến là kiến ngũ sắc luôn.
Còn cái này là cái tranh tranh kiến ha. À, tranh kiến. Tranh kiến này là cái vẽ ở trên kiến luôn. Được vẽ bề trong á. Vẽ bề trong luôn, vẽ bề trong mà nó giác vàng luôn. Ờ. Tranh của ông bà cũng vậy luôn hả chú? Ờ, hình như cũng ở đó vậy luôn. Cũng vẽ kiến luôn. Ừ. Cái bức Khổng Tử, bức thờ Khổng Tử này là cũng là hơn cũng, rồi. Cũng ở đó luôn đó, ở đó rồi. Thời đó luôn là chắc cũng 200 năm gì. Còn cái khu tâm con cái tấm hình của tổng thống Trung Quốc nữa. À. Treo đó nó dớt xuống bể tôi bỏ đi đây cái. Đây, cái nét này là chạm bằng thủ công mà chạm trên gỗ luôn. Chạm trên gỗ luôn chứ không phải là máy móc gì thì. Không có máy chạm cây á. Bài bướng thợ ở đây mà bà nó nuôi vợ con luôn. Nuôi vợ con của người ta ở đây để làm luôn. Ở mấy năm trời. Nét tinh xảo, rất là tinh xảo. Ừ. Còn cái chỗ cái tủ là cũng vậy đó. Cái mặt chính nè. Cái này người ta gọi là cây cẩn cây hả? Cây cẩn cây. Cây cẩn cây. Ừ. Nó cẩn xà cừ thì nó còn sức mẻ ra chứ cái này là cẩn lên đây là coi như là chạm nét thủ công. Ừ. Rất là tinh xảo. Đây. Nét thủ công rất là tinh xảo, toàn bộ là thủ công nó ẩn lên trên cái mặt gỗ hết. Cũng như cái cẩn cái chạm này nó chạm hai lớp rồi, coi kỹ coi hai lớp ạ. À. Chạm hai lớp luôn. Tấm phải giá à? Ừ, hai lớp. Đây. Nguyên một miếng mà nó chạm hai lớp á. Bây giờ kỹ chỗ này là thấy rõ ràng luôn nè. Ở nhiều người thích luôn. Ở trong một lớp bên ngoài bề nổi. Ở đó coi kỹ á. Còn cái này nguyên cái này là cái tủ rượu nha. Tủ rượu. Cái này là cái tủ rượu, vẫn là cái loại cái hình thức là chạm cây trên trên mặt gỗ luôn. Ờ. Chạm cây trên mặt gỗ luôn. Cây chạm cây. Đó, cây chạm cây. Và bên cạnh đó thì còn một cái món đồ rất là quý hiếm nữa mà sợ nhắc tới đây. Món đồ này là độc nhất vô nhị ở khu vực này luôn. Bộ lưu bằng bạc. Nguyên tỉnh luôn. Đây, nguyên một cái bộ lưu là kêu là nguyên cái là kêu sao chú? Hả? Là nguyên một bộ vậy là gọi. À, một bộ. À, nguyên một bộ luôn. Lưu này là nhập trực tiếp từ Trung Quốc qua luôn. À. Ngày xưa là từ Trung Quốc mà chất liệu nó là bằng bạc. Bạc nguyên chất. Sau này do nó trải qua thời gian cho nên là gia đình có tu bổ lại. Thêm tu bổ lại thêm một số nhưng mà quá lâu rồi. Bạc nguyên chất. Đó là bạc nguyên chất luôn. Vì niên đại nó cũng gần 200 năm rồi. Cho nên là cái này này có tu bổ lại chút xíu. Nhưng mà vẫn giữ được cái nét rất là tinh xảo. Đây, cái mặt chạm trổ ở trên đây nè. Đây, bây giờ thì không còn nữa. Bây giờ đây chắc không còn cái loại lưng này giống vậy nữa đâu. Không có đâu, đúng rồi. Chắc không còn nữa đâu. Việt Nam mình không có đâu. Việt Nam không có rồi đó. Cái nội cái tủ rượu không nhìn phía bên đây rồi thêm bên đây. Tủ rượu phía bên đây nữa chứ không phải là một chỗ nữa. Còn đây là cái bộ cửa lá sách. Bộ cửa lá sách là chốt cài theo cái kiểu truyền thống từ xưa luôn. Ờ. Đó, là nó cái kiến này là kiến màu luôn nha. Kiến màu chứ nó không phải là mình vẽ màu lên đây mà là cái kiến nó là màu luôn. Luôn. Ở trên đây thì có màu lục nè, màu chàm nè, màu xanh và màu tím. Nó giống như ngũ sắc vậy đó. Đó, là một cái hình hoa văn á. Cái hoa văn nó cũng rất là đặc trưng. Hoa văn này hiện tại bây giờ là không còn nữa. Và cái kính này chúng ta chỉ còn có thể bắt gặp ở nhà thờ Đức Bà thôi. Chỉ còn có thể bắt gặp nhìn thấy ở nhà thờ Đức Bà thôi chứ hoàn toàn ở khu vực này là không còn nữa. Đúng rồi, nhà thờ Đức Bà có. Đó. Ở bên này thì có bên đây thì không thấy cửa sổ kính nhưng mà ngoài kia cái cửa sổ kính là bên kia. Đây là cái gương cổ nè. Cái gương cổ cũng là bằng gỗ luôn nhưng mà thời gian thì nó cũng có cái nét nó bị xuống cấp nhưng mà vẫn giữ được cái nhìn nó rất là tinh xảo, rất là tinh tế, hoa chạm khắc gì đó rất là nổi bật. Kiến này hồi xưa bây là giờ kiến... hầu như ở khu vực Nam Bộ chắc không còn cái loại kính này nữa. Kiến này là kiến thờ hồi đó thờ ông Bổn. Kính thờ ông Bổn. Kiến thờ ông Bổn rồi sau này tôi hồi bà mất là tôi mới không làm nữa, đâu còn thờ nữa. Tôi mới cạo xung quanh kêu bà sĩ vẽ giấy vô đó. À. Tấm hình. Đây là hình của bên đây là một bức của ông nè. Hình ông cố. Hình của ông. Bên kia thì có một bức hình của bà. À. Ông là người Tiều. Từ Triều Châu. Triều Châu. Rồi đây lập nghiệp, đầu tiên thì lập nghiệp ở Bạc Liêu và cái nghề là giống như là thương buôn á, buôn lúa. Thương buôn lúa. Sợ mới gặp lỡ với bà là mới cưới bà ở đây. Toàn bộ cái này cũng còn là gỗ chạm. Chạm thủ công rất là tinh tế. Cái đó là sơn ở đó giờ luôn đó. Cái này là
cái nước sơn cũ luôn nè. Sơn y rang luôn á, không có sơn. Ngày xưa luôn. Gần 200 năm. Lâu quá tôi không chùi, chắc chùi lại sáng nhân à. Dạ. Nó phải chùi xà bông. Nó mới ra bụi đâu. Quá tuyệt vời. Bây giờ mà ở đây mà còn giữ được một cái nét kiến trúc. Mấy cái này chứ mà chùi xà bông lại cực lắm mà nhưng nó sạch sáng lắm. Mà bên cạnh đó nha. Đây. Nhìn kỹ đi, cái nét chạm chạm khắc của từng cái đường lá đi. Cái này là cái đường lá đó. Cái này là con chim nó đậu trên cành tre á. Đây, đây là lá tre nè, nhìn rất là tinh xảo. Ở phía trên là đường đi, cánh hoa nè. Đó, chim phụng nè. Đó, cánh hoa mai. Rất là đặc sắc. Phải nói là cái thủ công thời đó quá trời hay. Khi mà khéo lắm rồi, khéo. Bởi vì ông bà là nuôi thợ ở đây. Nuôi mấy năm rồi. Nuôi làm mấy năm trời, nhà mới hoàn thành. Phải đồ chở về thành phố chứ không chở, biết như nhà bự này để biết cái đồ. Dạ. Là do con cháu của ông bà ngày xưa là còn ở trên Sài Gòn cho nên là chuyển ra. Sợ như này lộn xộn nữa. Dạ. Quá. Mà đó ở quê mà ở đây thuộc về quê lộn xộn. Gỗ cẩm. Dạ. Vậy mình đi ra ngoài trước mình coi mấy cái ngoài trước một chút nữa ha chút. Ở đây là cái bàn đá mài nhưng mà nhìn vậy thôi chứ bên trong là nó rỗng nha. Bốn người đứng bốn góc thì có thể dỡ lên ở trong được. Sau khi mà xây cất căn nhà xong á thì ở bên Pháp đã gửi qua tặng cái bộ bàn ghế đá này. Bây giờ nó đã trở thành một cái vật rất là cổ luôn. Mà hầu như nếu mà đi tìm thì chắc là không có tìm thấy được cái ghế giống như vậy nữa đâu. Không có. Như vậy chắc không còn nữa. Bây giờ nếu mà tìm thấy thì tìm thấy được cái mặt bàn. Quá lâu. Bàn kiểu vậy. Quá lâu. Bây giờ bảo dưỡng để nó còn được như vậy là quá tuyệt vời, quá dữ luôn. Mọi người thân mến, còn bây giờ thì lại là một cái điều mà chúng ta cảm thấy là mình đã khơi mở ra rất là nhiều những cái sự thú vị khi mà đến với ngôi dinh thự này. Đó chính là một cái lưu. Mọi người nhìn nó là một cái lưu, hình dáng thì nó cũng rất là đơn giản tại vì do thời điểm hiện tại cũng còn rất là nhiều những cái vật mà cái như cái lưu thì nó quá nhiều. Nhưng mà đây là cái lưu đã tồn tại gần 200 năm nha mọi người. Chú là cái lưu. Cái lưu để hai bên để hứng nước mưa. Sau đó là ngâm bí. Ngâm bí. Bí đao mình hả? Bí đao á. Bí đao sẽ bự ha. Để cho rã bí đao ra hết. Rã bí đao hết luôn. Bí đao đóng ở dưới nước trong xanh uống. Mát. Vậy là nước xăm bí đao của mình là có mặt là cỡ hơn gần hơn 100 năm rồi nha. Bây giờ bắt đầu là tái hiện lại uống nước xăm tay bí đao. Tay đi hành quân á, tay đi hành quân á, bà kể, bà sống bà kể á. Ghé đây bà múc nước cho nó uống, nó chịu, nó mới khen nó. Nước ngon quá. Nước bí đao. Nước bí đao ngon quá. Mát. Rồi. Mà phải sao ủ vô một châu rã rồi mới được khen. Chắc là ngâm lâu lắm thôi chú. Ngâm lâu đó. Rã thì bây giờ. Là mình giường giống như là để đó hoài luôn vậy đó. Chừng nào mà nó rã hết trơn rồi mình uống. Đúng rồi, đó mấy chục luôn. Với một cái nét văn hóa rất là xưa của người dân Nam Bộ thì cái tín ngưỡng về Phật giáo là một cái tín ngưỡng giống như là rất là chung. Và đối với mỗi một cái người dân ở Nam Bộ xưa thì do cái đường đi cách trở hoặc là chùa chưa có nhiều như hiện nay cho nên là mỗi một nơi mà gia đình có điều kiện họ sẽ lập một ngôi chùa tại gia để tu tập. Và ông bà thời xưa cũng đã lập một ngôi chùa tại gia để tu tập hàng ngày. Và đây sẽ Dung mời mọi người sẽ cùng đi đến với ngôi chùa tại gia của ông bà đã hình thành cùng với cái ngôi nhà luôn, cùng với ngôi dinh thự luôn, là nó đã có niên đại gần 200 năm thôi mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá cái ngôi chùa tại gia, phải nói là vô cùng hoành tráng của gia đình ông bà. Mời mọi người. Đây là giống như một ngôi chùa tại gia và bên cạnh đó thì có những cái hình ảnh. Cái hình ảnh này hồi xưa luôn hả chú? Đây, những cái hình ảnh mà mình thường thấy ở trong... Thập điện, kêu thập điện á. Thập điện. Nói thập điện đi. 12 cửa ngục. 12 cửa ngục. Mình hay thấy trong cái nét văn hóa của Nam Bộ xưa thì thường theo tín ngưỡng Phật giáo. 12 cửa ngục. Đây là cái hình ảnh của cái ngôi chùa tại gia của ông bà. Bố anh nghĩ có dây chưa? Chưa, hôm qua không có khóa. Đây. Thời Quang Thánh. Cái bảng Quỳnh Phi này là sơn lại hay gì chú? Không, ở đó lên luôn. Nước sơn đó luôn không? Đi thanh luôn. Nước sơn đó là... Cái chất nước sơn. Cái này cứ bằng cái... Mày biết chữ này không? Chữ để con cho thằng kia dịch chứ con không hành. Không, cái này như là đọc không biết nhưng là... Để con chụp về nữa, thằng kia nó dịch. Cái chữ là cái khô hiệu chùa hồi đó giờ gì đó.
cái tín ngưỡng của người dân Nam Bộ ngày xưa thì ông bà cũng là cái người tu hành, tu hành, nhưng mà do đường xá cách trở xa xôi và chùa giang lúc đó thì nó cũng hạn chế, thành ra là ông bà đã về đây và mở giống như là lập một cái ngôi chùa tại gia để mà tu tập tại gia luôn. Đây, hình ảnh chuông mỏ. Hồi xưa mấy người nghèo chết là bà cho hợm. À. Phải nói là khi mà chú mà giữ được cái này là quá tuyệt vời. À. Mấy cái la phong, này là cũng... Hồi xưa giờ luôn. Này kêu bằng cổ, mấy hình đó cũng hồi xưa tới giờ luôn đó. Toàn bộ hình trong đây là đồ cổ hết. Cổ à. Đồ cổ hết. Cái chất liệu nước sơn. Tích Phật Thích Ca. Tích Phật Thích Ca. Tích Phật Thích Ca nè. Rồi thập diện. Anh có liễn nè anh. Có chụp cho mà. Bữa dân Thuận chưa vô đây ha. Chưa đâu, không có chụp quá. Cái kiến trúc này nó cũng lạ ha, nó có cái cửa mở ra nữa nè. Để cất đồ để nhang nữa. À, dạ. Nó sự tích về Đức Phật ngày xưa nè, mà được tái hiện qua tranh vẽ đó, mình thấy giờ trong chùa cũng có rất là nhiều, mà đây là toàn bộ là tranh vẽ cổ luôn. Cái này nè. Cái tượng này là đó luôn hả chú? Ở đó giờ toàn bộ đó giờ luôn. Tượng cổ là tượng trên 100 năm, gần 200 năm rồi. Gần 200 năm rồi đó, tượng cổ. Ở đó giờ tượng Đức Phật mà là tượng cổ. Tượng nó bằng gỗ hay là bằng xi măng chú? Xi măng có cái bằng đá. Hai cái này là bằng đá nè. À. Còn cái hai cái trên kia thịt Thích Ca Mâu Ni là bằng gì? Cái đó như bằng xi măng à. Hai cái này hình như là bằng đá. Cái đá đỏ là bằng đồng hả chứ? Hả, bằng cây luôn. À. Cái có mẹ Quan Âm ở trong đó. Hai cái này là xưa hết luôn hả chú? Xưa luôn, ở đó giờ luôn. À. Nè, cái này cũng là xưa hết luôn hả chú? Xưa luôn. Đây nè, nét tín ngưỡng tâm linh ngày xưa của mình nè. Bạch Hà chứ là thần Kim Quy. Chuông luôn. Chuông mở rồi đó. Cái chuông mở luôn. Cỡ hạt quy tiên. Này, cái nét kiến trúc của một cái thờ cổ nè. Đây có một cái tủ để nhang. Làm cái tủ để nhang. Để nhang để đèn rồi đó. Cái để mà cúng kiến á. Này. Dù đã đậm nét thời gian nhưng mà vẫn còn lưu giữ lại những cái đặc trưng nhất, như là về cái thiết kế nè, những cái chất liệu sơn và cái các cái tranh ảnh á, cái tranh ảnh thời xưa đấy. Ở bên đây thì có thờ Quan Thánh. Tượng Quan Thánh này chắc cũng là chạm trổ bằng tay hết hả? Chưa bằng tay không, toàn bộ là bằng chạm trổ bằng tay hết. Cái màu sơn ngày xưa vậy mà bây giờ còn thấy đã trên 100 năm, có thể nói là gần 200 năm mà cái nước sơn, cái màu sơn á không phai nhạt. Không phai nhạt, vẫn giữ được. Kiến trúc mà đóng la phong nữa. La phong là nãy nói là kết mí âm dương đúng không? Ừ. Kết mí âm dương là kiểu này. Mấy cái gì? La phong này cũng la phong cổ luôn nha. Mấy cái thần giọng này mà một năm tôi mới chùi lần. Dạ. Gần Tết mới chùi. Quậy nước xà bông đó. Quậy nước xà bông chùi. Còn những cái bức này là lọng tay hết à? Ở cái tay không? Lọng tay. Đó là lọng. Cưa dùng cưa để lọng tay hết. Còn cái vết cưa nè. À, tức là người ta sẽ để có cái dài, có cái có không cây cưa mà có cái độ dài, có cái khung gì nè. Thì thường người ta kéo lên cái lọng luôn, lọng thì tròn theo cái đợt chứ không đó. Đây nè. Nó sẽ có một đường vô. Nó có đường vô. Tức là nè. Tức là phải cưa một đường nhỏ trước rồi nó có lọng. Có cưa một cái đường nhỏ vô đây. Mở đường vô bắt đầu nó mới đi. Đi hết. Cưa lọng nè, giống như đường này đang có cái đường này nè, đường này đi vô nè. Mà bắt đầu cái người thợ là phải cái tay phải khéo léo tinh tế dữ lắm nó mới ra cái hồn của cái bức tranh. Giống như là đây nè, có một đường lọng đi vô đây để cưa một đường xong đó đưa vô để mà tạo thành một cái tác phẩm.
mình là... Có một số thợ là người ta vẽ phác họa trước bằng viết chì. Đó, rồi sau đó người ta mới lộng theo, rồi tùy theo cái tay nghề của người thợ là giỏi hay là như thế nào đó thì người ta sẽ cảm tác cái hồn vào đó. Thì cái em nhìn cái hình nó rất là sống động. Đó. Nè, bên đây nè, ví dụ như bên đây không có sơn màu, nhưng mà em thấy về con ngựa với con chim nè, cái này là nó không có sơn màu nhưng mà cái nét sống động của nó vẫn có. Rồi cái cành là cành trúc phải không? Rồi cái lá của nó như thế nào cả con chim. Ngựa nè. Nhìn nó rất là hồn và sống động. Cái người thợ ngày xưa phải nói cái tay nghề họ dữ dội ha. Phải bắt mà. Đó, thợ mà từ Bắc vào đây. Thợ đó có thể nói là thợ ở Huế. Hồi đó đi ra, hồi đó không biết ở đâu mà. Anh em con Hoảng con Lê nè. Thấy nó sống động ghê không? Tức là nó đang quay đầu. Đang quay đầu lại. Bà ra ngoài ngày xưa là thợ ở Huế hả chú? À, sao Huế. Mà những cái người thợ, những cái nhóm thợ đó đó là chuyên làm đúng rồi. Cho những cái cung đình Huế hoặc là những cái dinh thự của quan lại thời đó. Ở trên này là hai cái bức này là chắc là một cái tích gì nữa nè. Hồi đó bà ra ngoài bà kiếm về. Là phải đi tận nơi kiếm về. Tức là mấy cái bức này đang là cái bức đang quay đang mọi người đang thấy là bà đi ra tận nơi ở ngoài Bắc, ở ngoài Huế bà tìm về để mà trang trí. Ở đây cũng là một cái tích về cô tiên với một cái mục đồng ngay sen nữa nè. Phải kiếm thợ chứ thợ mình đâu phải như mình đây có thợ. Dạ. Cái thời xưa thì ở Nam Bộ mình chưa có những rồi. Cái làng nghề thủ công trang trí này kia. Mà đi kiếm thợ giỏi nó có tiền mà. Thợ là phải thợ giỏi xuất sắc luôn đó. Mới làm ra những cái này. Quá luôn, quá công phu luôn. Nhìn cái sơn nó. Em nhìn giống hệt như đang đánh cờ đúng không? Đánh cờ. Hay phải đánh cờ. Mấy cái bên đây thì nói về sự tích của Phật Thích Ca thì mình biết ha. Kiến trúc con rồng này thương. Rồng. Nhưng mà cái điều lạ. Ủa lạ là sao con rồng nó quay đầu vậy ta? Có khi mình treo ngược không chú? Treo ngược hả? Không có, nói vậy đó. Ủa kỳ ta. Vậy là phải ghi chú. Phải nói là cái này là một cái điều rất là lạ nha. Cái đây là Phương Dung cũng như đoàn thực hiện chương trình ngày nay cũng không hiểu là tại sao là cái bức tranh này là để giống như mình cảm giác nó bị ngược á. Nó đang bị ngược á. Nhưng mà chú nói là đây là treo từ đó giờ luôn. Từ đó giờ luôn đó. Không có thay đổi gì hết. Thì không biết là... Đưa miếng chân lên đấy không? Dạ. Giờ mình thấy ngược. Mà không phải, nó vậy đó. Hai dòng lộn, hai dòng gì mình không hiểu. Rồng lộn hay sao? Cái này cũng không hiểu luôn. Đợi mọi người có thêm những cái thông tin để... Có người là biết á. Nếu mà mọi người biết về cái thông tin này cũng có thể gửi thêm chia sẻ cho Nhung nha. Wow. Ngộ ta. Sao lại có cái hình cái đầu cái ngược xuống ha. Cái đầu thấy không? Khác. Chân lên trên đó. Anh nhìn nè. Ngược xuống nhưng mà cặp mắt là nhìn thẳng nha. Ngược xuống, ngược đang là ngược xuống nhưng mà cặp mắt đang nhìn thẳng. Nhìn thẳng nha. Là đang nhìn thẳng một hướng chứ nó không có nhìn xuống. Nếu nhìn là bị ngược, còn này là nó nhìn xuống. Nhìn thẳng hay sao? Nhưng mà thẳng luôn. Kỳ ra. Nếu mà nói về rồng mà của mọi lúc mọi thời đại nó là rồng khác nhau hết. Với cái móng này rồng là rồng bốn móng. Rồng này rồng bốn móng. Rồng của mỗi thời đại được khắc họa là hình ảnh nó khác nhau nha. Dù cơ bản là cũng là rồng nhưng mà mỗi một thời đại sẽ đặc tả rồng khác nhau. Thập điện rồi sự tích về Phật Thích Ca nữa. Bên này thì về bo hai cái bức tranh này cũng là khác nhau nè, bức con đây khác, bức con kia khác luôn. Ba năng tanh ha arati raga cám dỗ Phật. Lúc này là mấy như quỷ cám dỗ Phật, quỷ phá. Dạ, quỷ phá Phật đây. Em thấy nó có cái nét giống như của Trung Hoa hả anh Nghị? Đúng không? Có nét của Trung Hoa. Cái này có thể là nó dính tới Bát Tiên đó. Em đang thấy giống như là Bát Tiên đúng rồi đó. Nó có nét giống Trung Hoa, tức là đây là một cái lối kiến trúc mà Đông Tây kết hợp, mà cái nét kiến trúc của phương Đông là giữa Việt Nam và Trung Hoa. Bởi vì ông là người Hoa, ông là người Triều Châu, người Tiều đến đây lập nghiệp, bởi vậy là khi mà có một sự kết hợp giữa cái nét văn hóa tín ngưỡng của Trung Quốc á,
cộng với cái nét văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam đó, nó ra những cái hình ảnh có một sự kết hợp, một sự kết hợp mà làm nên một cái nét rất là đặc trưng của cái ngôi chùa Đại Gia này. Cái ngôi dinh thự này á đã tồn tại gần 200 năm, thì những cái nguyên vật liệu mà để xây dựng nên ngôi nhà thì nó cũng có niên đại tương đương, tức là có một số là nhập từ nước ngoài mà cụ thể là ở Pháp. Còn bên cạnh đó thì cũng có một số cái vật liệu được sản xuất tại Việt Nam, và đây là một trong số đó, là một cái ngôi cái viên gạch màu á. Cái viên gạch màu này lúc nãy Nhung đi qua thì nó đã bị gãy ngang rồi, nhưng mà với cái niên đại gần 200 năm mà cái màu sắc nó còn như vậy nè. Nếu mà tính đến thời điểm hiện tại, dù cho sản xuất trong thời điểm hiện tại thì nó cũng không có thể nào mà lưu giữ được mà tới khoảng 200 năm như cái hình ảnh như bây giờ, cái màu sắc nó vẫn còn rất là tinh tế. Đây. Riêng cái này là gạch của Pháp, nhập từ Pháp qua luôn nha. Qua văn và cái chất men là của Pháp chứ không phải là của Việt Nam làm. Đó. Đây. Qua quá trình thời gian là em thấy nó còn xanh biếc luôn á, tức là nó xanh rất đẹp luôn, rất mới luôn, tại do là bụi nó bám thôi, chứ thực tế là cái hoa văn từ màu cho tới là cái sắc men rất đẹp đó. Rồi cái gạch này là của Pháp. Chú giải thích là ở đây là một cái bồn để mà tích trữ nước để tích xài, nước để xài. Chú nói cho con là ngày xưa là nước như thế nào mà để vô được tới đây? Ngày xưa thì có cái đường nước vô, có cái mưa vô tới sao nữa. Giờ bắt đầu có trên này bơm, người lắc bơm nước, bơm lên vô kho đó. Ô đó mới lắm xuống dưới này. Dạ. Giờ dưới này vừa phải lắc lên trên đó. Dạ. Trên đó mới truyền lên nhà trên. Dạ. Đi ba đường nước. Dạ. Tức là ngày xưa là nước truyền nước đi là bằng cái gì? Cũng lắc luôn. Không, ý nó là cái nước truyền ống dây, dây bằng gì? Bằng chì phải không? Bằng chì. Ống bằng chì, ống bằng chì. Ống bằng chì. Ống bằng chì chứ không bằng nhựa. Bằng chì. Đó. Cái đài nước này là cái hình ảnh đó, là cái khung này là nguyên thủy của nó. Nguyên thủy luôn. Tháp lên chạy. Ở đây là cái đây là cái, còn dưới này là cái hầm chứa nước đây. Này chứ cũng mấy chục mét đó. Hầm chứa nước. Cao, không cái cao này không cao này không tới, không cao này chừng khoảng 10 mét à Nhung ơi. Chừng đó à. Tại vì nó có cái đường hầm ở dưới nữa. Hầm này hầm chứa nước. Đó cái hầm. Đó đây là một cái hầm để chứa nước. Đó. Trữ nước. Cái khai phá được cái đời sống văn hóa của cái gia đình mà có điều kiện ngày xưa ha. Hầm chứa nước ở trong đây. Bây giờ trong đó vẫn còn nước không? Còn nước. Nước mưa nó nhiễu vô. Mưa nhiễu vô. Không còn sử dụng nữa thôi. Nhưng mà phải nói là đúng là một sự tính toán rất là coi như là khoa học. Tại vì người ta tính cả cái nguồn nước là quan trọng mà con người không thể nào mà sống thiếu nước được. Không thể nào sống thiếu nước được. Nhưng mà cách tính con bà ngày xưa rất là khoa học. Là nghĩ là chắc có thể là có cái sự tư vấn của kỹ sư người Pháp đó, những cái này đó, chuyên môn về chuyên môn để mà chờ lấy nước từ cái con mương đi vào để lắng xuống rồi bắt đầu mới truyền nước vào nhà để xài. Đúng rồi, bảo vệ sức khỏe nha. Là lắng xuống rồi đó chứ không có uống cái nước mà dạng như nước phù sa như mình cái hộ dân ngày xưa uống nước giếng hồi xưa phải, mà trong này đổ cát không ăn, trong phòng này là cát không ạ. Cát lắng xuống. Nó là một cái dạng lọc. Đúng rồi. Nó giống như một cái dạng lọc. Bơm cho đó, nó lọc xuống. Dạ. Dưới cái này. Thùng này là chứa cát. Cát, đúng rồi. Lọc xuống. Lọc cho nó lắng bằng cái sình lại. Lắng sình lại. Chú, ngoài cái việc mà ông bà làm ăn kinh doanh vậy đó, thì với cái khối lượng tài sản khổng lồ như vậy á, thì chú có biết là cái ngôi, toàn bộ ngôi dinh thự này là xây dựng cỡ ước lượng bao nhiêu tiền không? Hồi đó nghe bà nói khoảng 1.000 đồng. 1.000 đồng Đông Dương. 1.000 đồng. Cái này con phải nhờ thêm cái giới chuyên môn phân tích để mà cho ra con số quy đổi 1.000 đồng Đông Dương đó với số tiền bây giờ. Với cái lượng tài sản rồi đất đai, nhà cửa quy mô rộng lớn như vậy thì chắc ông bà hồi xưa cũng làm việc thiện thôi chứ. Thiện, làm thiện. Thế gia đình nào nghèo khổ á thì bà mua hàng, bà cho tiền rồi mua cái hàng. Bà kêu đi hỏi đi coi bà bán nhiêu. Dạ. Rồi mua về điểm cho nó. Dạ. Bất cứ người nào luôn. Bất cứ ai. Khổ là giúp à? Khổ giúp. Đường xá cầu kỳ hư. Lại nói ngay bà cho tiền sửa cầu lại. Bà là một người hành thiện. Từ thiện, đúng rồi. Khác
khác với một số những cái thông tin đó, cho rằng là cái các ông bà điền chủ ngày xưa là hay là kiểu như là khó khăn, khó hoặc khăn là, độc khó khăn ác là, này đó là người làm hoặc là, nhưng mà nói không có bà thì, không có bà anh Phương mà tu anh Phương mà dạ. Ông bà điền chủ này rất là coi như là tu hành ơi coi như lòng nhân rất là lớn đó bà, tu ông bà tu hành tu hành tích đức hành thiện nó thấy Phật điện biết mà nó lên gì cất bốn cánh chùa cất bốn cánh chùa bốn cột chùa chùa An Lâm cái này nè mình lên xuống về thấy chùa An Lâm đó cái wow. Bản hiệu gì nữa tháo xuống rồi chùa đang cất cái cất không rồi mà ông thầy chùa chết rồi à ông sư vũ diễn chết rồi, rồi. Dạ. Chứ ra đây có cái chùa ông này nè chùa ông dạ chùa ông ừ dạ. bà cất luôn ừ là bà cất nguyên cái chùa luôn bà cất luôn à. Bà cho đất luôn cho đất luôn ở chùa ông vừa gì? Cho đất mà luôn cả cho tiền cất chùa luôn chùa ở là bốn cảnh chùa bốn cảnh chùa gì đó. Cầu đường mà hư là bà cũng cho tiền luôn ờ vậy đó phải nói là một cái đôi vợ chồng điền chủ ngày xưa nhưng mà là cái lòng nhân từ rất là có lớn lòng nhân ái và kể cả dưới cái mặt xã hội cũng là rất là rộng lượng mà không con bà không con dạ. hai ông bà không có con ừ. Ừ. Mình nói cho rõ cái là biết mình nói dạ. Biết là mình nói chứ không biết là thôi dạ. Đúng rồi. Chú là cháu là từ cháu chú bao nhiêu tuổi 69 chú 69 là đời cháu thứ năm hả? Ờ thứ năm cháu thứ năm sao dạ. Rồi phải nói là một cái lòng nhân từ đức độ quá lớn mà mình hồi đó giờ có những cái thông tin mà người ta cho rằng là mấy người thiếu chính xác thiếu chính xác là nói là bây giờ tại vì sao không thể nào qua đũa cả nắm là ai cũng như nhau cả đúng và đây là một những trường hợp là coi như ngoại lệ nhiều cái một là ngoại lệ là về cái gia cảnh cái gia thế một cái gia sản đồ sộ xuất hiện ở một cái vùng hẻo lánh như thế này rồi dứt thầy về đây dạy không trò nữa dứt thầy về ở ngoài chùa ông này cất chùa lớn lắm chùa này nè đất cho chùa như là mấy mẫu đó rồi rước thầy ở Sa Đéc về thầy dạy chữ tàu dạ. Dạy cho dân ở đó thời điểm tàu. Đó là dạy chữ tàu mà ở dạy chữ tàu thôi do đó đúng rồi rước thầy về dạ chú theo chú là cái diện tích của cái này bề ngang bao nhiêu bề dài nhiêu chú biết phỏng phỏng không không biết theo phỏng phỏng là cỡ khoảng bao nhiêu nếu mà theo con là chắc cũng khoảng từ giá bề ngang 20 mét á trên bề dân trên bề dài là chắc cũng khoảng là từ giá là 70-80 à đây gần có 100 mét bề dài vậy là cái cửa chính là nằm phía ngoài đó hả chú đúng rồi cửa chính là đó ờ và cái nhà này là có phân bao nhiêu gian không chú theo chú không có nhớ. Không có phân gian có nhà ông bên phân gian ba gian hồi xưa nhà ba gian này là không phân gian không gian mình nhìn rất bằng mà đất bằng nhưng mà cái này là cái nhà này là theo kiến trúc của Pháp của Pháp hả ờ của Pháp Pháp thành ra là nó không có gian như là ở miền Nam mình ngày xưa Nam Bộ mình là chưa ba gian nhưng mà có cất cái nhà bếp riêng cho người ở có nhà riêng mà lại đây dưới nhà bếp là người ở dưới luôn ha ở nấu nướng rồi đó thầy cất nhà thời điểm đó chắc cũng ở đó luôn ở luôn gian bếp cực kỳ rộng ông bà là còn một cái ngôi nhà ba gian ở bên bờ sông bên kia nữa cũng khá còn cái này không vì có trường hợp là ba của bà ông già của bà ở bên đó rồi bởi vậy là bây giờ là nó cũng còn lưu giữ nhiều nhưng mà thời điểm ngay cái thời mà tiêu thổ kháng chiến thì cũng đã bị phá hủy. Cái chiều cao của cái nhà này theo chú là nó cao không, có bằng mình không có đo không biết nhưng mà mình ước lượng như vậy thì mình cũng thấy nó cũng tầm cao ạ trước là 7-8 mét đúng rồi cao ạ 7-8 mét chứ không dưới đó nếu mà có cái nóc là 7-8 mét anh chắc đó tại vì ở trên đây thì đã có ấy bớt rồi đúng rồi. Ấy bớt xuống rồi cái am này là trên đầu đó ủa cái am ngày xưa là trên đầu ở trên đầu á trước giờ luôn mà rồi phá gì mới khiêng cái am xuống dọn bớt lại nguyên cái lầu này là nguyên vòng vòng á là nguyên cái am đó vậy là hồi đó nó mấy lớn lắm chứ không phải nhỏ gì đâu cái am bự lắm hồi đó mấy lầu chú hả hồi đó một lầu mở qua cái lầu chiều cao phải hơn hồi nãy 8 mét nữa ít nhất là khoảng 10-20 mét mười cỡ đó chứ vô cái am này nó dở ra cây biết bao nhiêu bà cho anh ta ta xin đó bà rồi làm dọn lại dọn lại nó lên cái lòng nhân từ rất là lớn trời ơi nguyên cái ngôi kiểu như là cũng như cái chùa mẹ nó mẹ như cái chùa đây nó thẳng như cái chùa mình đón đó dạ rồi khi mà bị phá hủy theo đó thì phá hủy thì là dọn xuống dưới đây để bên đây làm gọn lại nhỏ lại làm gọn lại cái chân móng là làm bằng đá gì chú đá nó lấy từ đâu cái xanh này cái lấy đâu không biết liền lúc đó là không hỏi nó đá nguyên khối rồi đó đá nguyên khối đá nguyên khối luôn hả đó cái chân móng đó anh thấy cái chỗ đó chút nữa là nó mình vậy đây giờ thợ nó dọn miếng nào đưa vào trong bề ngoài đó
nó dựng nền bằng đá mà nó xanh. Đá mà đá nguyên khối luôn. Đá nguyên khối rồi về thợ mới sắp xếp là sắp dựng cái bề nào để cho nó bằng. Đó ta chỉnh sửa. Nhà bếp cũng đá luôn, nhà bếp cũng cái nền nó cũng bằng vậy đó. Ghê thiệt, hay quá. Cái lối kiến trúc này mà nó còn y thinh cái nền cũ thì nó giờ quá còn cái nhà ha. Của bà cô tôi giờ cũng còn ở in Gò Vấp à. Cũng vậy hồi đó cũng cất một lượt lên. Cất lượt luôn. Ừ. Mà nhưng cái tường ở ngoài không bằng gì. Như da cóc nó khọc như da cóc. Nó nổi cái da cái đá lên. Nó bị lon lỗ chứ nó không có bằng như mình câu, không có thâu. Nó có cục. Không phẳng như bây như cái này. Họ nó cắt cũng được như này, tôi nhớ tới giờ. Cắt một lượt luôn. Ở thành phố. Vậy là còn đang ở Sài Gòn, Gò Vấp thôi chứ. Tuy nơi đây chỉ còn là phế tích, nhưng tôi đã cảm nhận được sự hoành tráng của một ngôi dinh thự qua những đường nét còn sót lại nơi đây, đã cho tôi thấy được cách sống, nét văn hóa của Nam Bộ xưa, cổ nhưng không hề cũ, hơn 100 năm trước nhưng đã tiếp thu được những nền văn hóa của các quốc gia phát triển, vẫn giữ được nét truyền thống, cuộc sống đầy đủ, vẫn đôn hậu, nghĩa tình, lấy tâm thiện để đối xử với thế nhân, tiếng thơm lưu truyền hậu thế. Vạn lý khai cơ, nguyên do triều châu viễn bá, thắng trường sáng nghiệp, bổn nải lục quế trường lưu.